Hello, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả nhà yêu thương trên kênh Sức Sống Mới. Chúc cho cả nhà mình luôn vui vẻ. Lên nè anh, lên. Anh này trong đi chung trong nhóm mình luôn phải không? Dạ, đúng rồi, tài xế. Ủa? Trời ơi, tài xế, em lấy cái lọc một cái. Cả nhà, thì bắt đầu chuẩn bị lên xe là tụi em đi qua bên Vinpearl Land nha cả nhà nha. Thì chắc có lẽ là tụi em sẽ không qua bên, không có vô cổng Vinpearl Land đâu, tại vì tụi em không có thời gian. Nếu vừa lại là phải đi cả ngày luôn, nên tụi em là sẽ tới đó để mình biết được là ở cái điểm du lịch đó, để đợt sau nữa mình có dịp mình đi thì mình sẽ vô. Chứ mà qua tới đây rồi mà không đi tới cái điểm đó để mình biết được cái điểm đó như thế nào thì rất là tiếc luôn. Nên là tụi em sẽ chơi vòng vòng ở đó thôi, như cà phê, cà pháo, đồ vòng vòng ở Vinpearl Land thôi, chứ nhìn em quá trời luôn, trên xe ảnh nhìn em quá trời luôn á. Đó giờ em tụi em đi nha cả nhà nha. Thì mong là từ đây tới chiều sẽ có được khoảng 3-4 clip để trả nợ cho cả nhà mình. Tại đi Vinpearl Land, đi Phú Quốc, đi Hà Tiên mà bữa giờ clip ít quá. Rồi em sẽ tới đó rồi đi chơi chụp hình rồi xong rồi thằng clip khoảng mười mấy phút để em sẽ trả cho khoảng 3-4 clip cho cả nhà mình đến ngày về nha cả nhà. Rồi xuyên qua Hà Tiên kiếm chỗ nào đó vứt thêm clip nữa. Đó bây giờ cả nhà mình hãy theo chân của nhóm Hùng Lý Bé Heo đi đến Vinpearl Land Phú Quốc nha cả nhà nha. Hello, xin chào cả nhà nha. Bây giờ là em đã tới Vinpearl Land rồi nha cả nhà. Ở đây Winter mà. Ủa, cái này Winter mà, thôi Vinpearl Land đâu? À, Vinpearl Land đóng cửa rồi, giờ là Winter. Đang ở Winter nha cả nhà. Thì bây giờ là, trời, chắc không đi vô trỏng đâu, không có thời gian đâu. Thì dạo ở đây cho cả nhà mình xem trước. Trời, giống ở châu Âu quá cả nhà ha. Trời, tưởng tượng là em đang đi Đức hay là Thụy Điển hay là Hà Lan gì đó. Đẹp quá à, để chụp hình anh. Anh chụp hình. Em có em kêu anh này nè. Ủa chứ anh không được chụp hình. Chụp hình đi. Em nhân viên Nhân viên phải không? Dạ. Nó nghe nè. Chụp cho anh tắm coi. Nhân viên không được chụp, nhân viên. Tôi cười giỡn chứ không được chụp hả? Chỉ có anh. Bị le hả? Chỉ có anh thôi. Anh là người xấu nhất. Anh là người xấu nhất. Sao? Không có dốc á. Kệ bà chịu không? Sao? Mai với bà. Được không? Đẹp trai không? Được. Ngon mà. Quá quèo rồi. Nè, 6 cụ, 6 cây như tốt cũ. 6 quèo rồi. Anh có là nhân viên ở đây luôn hả? Đó, chạy này lính em á. Là taxi hả? À, lính luôn. Em còn được nè, anh dân tập game hả? Nè. Nó xạo á. Ôi, 6 muối. Rồi, thấy rồi nè. Trời ơi, tập game hả? Thầy dạy game hả? Em dạy yoga. Yoga hả? Vô là ga. Đi. Kiếm chỗ nào dạy đi. Yoga. Mình đi bao nhiêu người lại nha anh? Đi chắc là nó không qua bờ, không có vô đâu. Ồ, chắc là chụp hình. Ok nha. Đây chụp hình được không? Dạ. Anh chụp hình được không? Nè Thái chụp cho chế 8 đi Thái với lại nhân viên ở Vinpearl Thái. Thái ơi. Con cần anh này phục vụ nè, chứ thầy dạy yoga cho con nè. Còn chú kia đâu phục vụ hoài à. Mình phục vụ trên tiếng đường á. À trên tiếng đường, à xuống tiếng đường đúng không? Chú chạy yoga bao chốt quá à. Đây nè nè, dạy yoga đây nè. Chú ra mà người ta vô bán xài nè chú. Có cho món đồ đúng không? Chú có rồi. Bỏ túi xài đi anh. Bỏ túi xài đi. Ông xã bỏ túi xài đi ông xã. Cái này là anh ghi cái này là ghi vé đó hả? Cái này là khách vé đó hả? Mua cho em ở đây em được. Ôi hồi nãy á thấy bự con em tưởng mập, đâu có biết đâu, nhìn từ xa mình tưởng là mập tại vì bự con á. Ai ngờ gồ vô chỗ sang lắm cả nhà, tại thầy dạy yoga mà. Đó là sang luôn. Vậy bên kia ha. À, cảm ơn đã tương tác nha. Đi cho cả nhà đi nha anh nha. Đi đâu? Ở cho chụp hình tấm nào hết trơn cái này à. Chụp cho anh tắm đi. Đi chị em. Bà Nguyên rồi, có Nguyên rồi. Đúng rồi nè. Ôi nắng lắm á Nguyên ơi. Nắng quá nè. Thôi mà. Hai má bê đê giúp qua, hai má bê đê. Ra nắng luôn hả? Thôi nắng chịu. Thôi không chịu nổi. Hello cả nhà, em chụp hình
gì đó cả nhà, đi chụp ảnh ảnh cưới. Được không em? Hello cả nhà, nếu mà bây giờ là không có thời gian thì tụi em cũng cố gắng đến một cái chỗ nào đó quay được cái gì thì quay cho cả nhà mình xem nha cả nhà, thực sự rất là đẹp. Em là tuổi ở châu Âu quá cả nhà. Em có đi Viberland của Nha Trang rồi. Thì lần đầu tiên đến Phú Quốc đây là lần đầu tiên em mới biết chỗ này nha cả nhà. Dạ mua vé mẹ, nhưng mà giờ không có thời gian luôn, cho trọng lớn lắm mẹ ơi. Giống như một cái cung điện vậy đó. Em tưởng tượng giống như một cái cung điện vậy đó cả nhà. Đó, quá đẹp, phóng vô Thái. Em vô gần đây này quay được mà, em không vô vé thôi, em vô gần đây quay được mà. Em qua YouTube thì em quay gần lại. Anh biết là chưa có vô, đợi chút xíu em để đòn vô. Cho YouTube nó khảo sướng mấy cái đó. À, ở châu Âu vậy đó, rất là đẹp luôn. Dạ đi sớm. Cái này mà nếu mà có bồ câu rồi này nọ ha, rất là đẹp luôn. Bồ câu mà thả là bay lên đó mẹ, rất là đẹp luôn á. Dạ. Vô đây nó cũng được mà. Vô đây là vô chổng mấy trăm ngàn vé mà đâu có đi hết đâu, ở chổng lớn lắm. Mà vô có con khúc mấy trăm ngàn thì rất là uổng. Chứ vô chổng là vô được rồi đó, mình vô mấy trăm ngàn một vé. Nhưng mà em vô là em phải trò chơi chổng là không tốn tiền gì hết. Nhưng mà em phải vô phải tham khảo hết trong Viber đó, em đi cả ngày chờ một ngày không hết luôn. Cái Viber nó lớn, nó giống như là một cái cung điện. Tại vì anh có đi, con có đi ở Viberland ở Nha Trang rồi, lớn cực kỳ lớn. Những cái Viber với lại cái Winder này nè, mấy này nó lớn lắm, đi một ngày không hết luôn. Phú Quốc thân thiện, dạ. Xin chào Phú Quốc thân thiện. Dạ, xin chào. Dạ. Đi ghét quá. Thân thiện. Cái ông đó không có thân thiện gì hết á. Lá gà nói nè má. Đây đây đây, mình qua bên kia đi, qua bên kia hai. Qua bên thành phố không ngủ đi. Kêu ổng chở mình qua bển đi, ổng quay đây rồi, mình đâu có vô đâu. Trời ơi, Xuân Lan kìa má. Xuân Lan đâu sợ đen đâu, Xuân Lan nó đi tông nâu mà. Xuân Lan nó đi tông nâu, nó đâu sợ đen đâu. Ê bé, đi chim tìm em hồi nãy giờ á. Đi chim. Trời ơi, có gì đâu mấy đứa em mà. Cái gì? Đi vào. Ôi đẹp quá. Winder Phú Quốc. Quay sẵn vô. Winder Phú Quốc. Vin Winder Phú Quốc. Dễ thương. Đó, đúng rồi Tâm. Hai Tâm. Đây. Có dừng lạc anh ơi, anh chị ơi. Sao đi bỏ nhỏ vậy vậy? Con, ba mẹ đâu? Ba mẹ đâu? Trời ơi, đi đổ đâu đâu thì chị bỏ đi. Không là nó chùm cái lên xe. À, cái này có rút được ACB không ta? ACB rút được không? Em còn tiền mặt. Thank you.
năm không về Việt Nam thấy lạ vậy. Trời ơi, xa lạ quá ha. Áo trắng đâu rồi, áo trắng đâu rồi. Đi chim, biết gì chị trên kênh. Dạ, anh chị về đến công đi một ra xe luôn. Ra xe luôn ha, ra xe luôn. Xe 30 mấy năm từ khi em với anh đi vượt biên tới giờ. Ồ. Thứ ở đây xa lạ quá. Xa lạ quá hả? Chị thấy anh chàng trai cũng vậy, không có lì lạ hết trơn. Vẫn mê trai như ngày nào nha. Vui quá anh ha, đẹp quá. Tính là bây giờ em sẽ bỏ ra 1 triệu, 1 triệu đô. Triệu đô. Để đầu tư thêm một miệng đực quay phim nữa. 1 triệu đô hả? Không làm được gì ở đây vậy đó. Ngọng ngọng á. Không. Được không, 1 triệu đô hả? Anh biết nói tiếng ngọng sao? Tại vì vừa hờn hờn hớt không biết nói. 1 triệu đô bây giờ làm được cái gì ở cái địa đính này? 1 triệu đô là đủ nuôi cha ở đây mấy ngày hết. Địa đính này, ở lột địa điểm này. Em ngồi xích đi, anh ngồi với anh ngồi đi, anh ngồi đi, anh ngồi cái. Anh ngồi đây nè. Anh. Họ có gì đâu. Nè anh ghi gì vậy? Ghi tên như gì hả? Dạ. Anh dạy yoga ở đâu vậy? Ở Phú Quốc. Ý là cái điểm tự tập không có dạy không? Nếu mà kèm được mà em nghĩ rất dạy, thí dụ mình biết qua rồi á, cơ bản là mình chị mình hướng dẫn được mà. Mình dạy online ha. Ồ. Anh có Zalo cho em dạy online cho em đi. Dạ, có nhưng mà không có được. Em dạy. Sao vậy hả? Chỉ tập cho khỏe thôi. Tập, à không có dạy được đúng không? Không có dạy được. Thì cơ bản thì nói chung là mình cũng hơi hơi thôi. Dạ. Mà anh tập ở nhà hả? Dạ. Ồ, không có tập ở trong phòng mà thầy dạy gì hết. Đúng rồi. À với là anh học trên YouTube là anh tự tập luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Thì thấy khỏe quá trời luôn, chắc quá trời chắc luôn. Giờ mày đi đâu nữa nè? Em. Đúng rồi, ở đó chụp hình chắc đi đẹp lắm, nhà đẹp nhiều mà. Vậy đó hả? Ok lên xe đi, thành phố không ngủ đi hai. Trời ơi nắng rồi, nãy giờ không dám ra nắng luôn. Nãy giờ không dám bước ngoài nắng đi chụp tấm nào luôn á. Đi mấy ngày luôn. Mình đi mấy ngày qua Phú Quốc mấy ngày. Đi qua đây mới có 1 ngày mà ở Đà Lạt với lại Hà Tiên. Chứ giờ đốc là 1 tuần lễ rồi. Thôi đi thành phố không ngủ nha. Dạ. Nha. Hẹn gặp lại. Rồi hẹn gặp lại nha. Vào đó rồi, vào. Em thấy ở đây ok, vào. Công nhận ở đây tươi nha. Mấy cái khu này là nếu mình có tực, mình có điều kiện á, mình qua đây mình mua 1 căn mình ở đây mình lại mình du lịch, mình qua mình ở lại dịu lắm. Đây mình nấu cơm từ thiện á. Từ thiện hả má? Mình đây giàu không có từ thiện má, nên ta giàu không mẹ, không có từ thiện ở đây. Nói chung là mình biết qua đây mình du lịch mình ở lại á, thôi mình lại chở mấy chỗ tư vấn á, tư vấn bất động sản rồi mình coi thử cái giá cả ở đây làm sao. Đi vô tư vấn. À. Chị cho em hỏi là cái bàn này là cái bàn tư vấn nhà bất động sản hả chị? Đúng rồi đó, đúng rồi đó anh. Anh cần tư vấn gì em mời anh ngồi à? Chào anh chị. Chị Thu Hoàng, nhân viên ơi, cho chị khách một ly sinh tố ép dạ, với trái cây đi. Dạ trà xanh em mới pha luôn. Anh cần đầu tư lâu mình dài hay là... Trà đậm đặc đúng không? Trà kiểu Phú Quốc á. Anh cần đầu tư lâu dài hay là anh cần... Không, mua luôn, mua một căn ở đây luôn. Một căn ở đây luôn nha. Thì em ở đây cũng mất 3 giá. Nếu mà căn một cái căn toilet á. Từ, cái này cả nhà nghỉ đi. Cò mồi thôi mà vàng đeo không vậy. Trời ơi, đừng nói chủ đầu tư vào biết là bao luôn nha. Thì bây giờ là em nhìn... Cái căn nào khoảng 100 tỷ đổ lại thôi. 100 tỷ đổ lại thì em có cái sờ một cái khu luôn. Cái khu luôn. Là nhà đầy đủ đẹp lắm. Đẹp lắm. Là nuôi thú. 100 triệu. Ủa quên lộn 100 tỷ. Nuôi thú hả? Không. Cái này là để BD đồ ở chị. BD ở thì em nghĩ là anh nên đưa vào đó. Để chi? Để nhiều khi những con BD đó mà cắt cớ anh chụp vô chuồng cọp cho em. Không, em không có với chị, em cắt cớ dễ thương lắm. Có con anti trên đây là chị em đưa vô. Anti hả? Anti trên YouTube không, của em á chị. Em nghĩ là anh nên đầu tư vào cái mảnh đất có nước đi. Có nước chi vậy? Cá sấu á. Cá sấu. Anti anh dục xuống cho cá sấu nó ăn. Thôi ủ, em thấy gì ủ quá, em nghĩ là câu đi. Câu nó vui hơn. Câu thì cái mảnh đất đó em lấy anh rẻ thôi là 35 tỷ. 35 tỷ. À, nếu mà anh có anh thi đó thì em bớt thêm 5 tỷ tại vì... Nhân viên chị có chuyện này đẹp quá à. Dạ không, nếu mà anh đầu tư bên em á, nhưng là bên em sẽ tài trợ cho anh 10 lý do bắt buộc anh phải đầu tư ở đây. Nhiều ưu đãi lắm anh ơi. Ê, có dành anh giật nha. Chị em mình mà. Chị em mình chia đều. Chia đều. Rồi sao chị? Tụi em là có những cái ưu đãi là như vậy nè. Nếu mà anh mua đúng không, đầu tư vô tụi em là tụi em chuẩn bị sẽ thay một cái là casino. Wow. Một cái casino là
tất cả luôn, một bên là khai lờ. Và em đang đầu tư cái lĩnh vực bún bò Huế nữa. Ôi dồi ôi. Dạ. Bún bò Huế bên em là đậm đà nha. Đậm đà luôn. Ôi hay quá à, cái đó. Dạ. Cái đó là ở đó mình có nhớ em nó thích cái đó lắm. Dạ, nếu mà anh đặt, nếu mà anh thở đặt cọc hôm nay là anh được tặng một cây vàng. Một cây vàng mà dạ. mình đặt cọc bao nhiêu? Đặt cọc anh 100 triệu cũng được. 200 triệu cũng được. Dạ. Giàu lấy 200 bây giờ. Dạ. Chị làm giấy tờ cho khách đi chị. Không, là phiếu thẻ rút á chị. Bây giờ em dạ, có ký sách đây. Cà thẻ. Ok, như này cà chị thẻ. Cà. Anh ơi, cà thẻ giùm em. Cà thẻ anh ơi. Anh bảo vệ ơi, cà thẻ giùm em đi. Không, cà thẻ của em nó khác người ta. Nên là phải cà ở dưới mới được. Cà ở dưới mới được. Hiện tại thì nếu mà anh có về có suy nghĩ gì đó thì anh điện thoại cho em. Em là Duy Nguyễn. Và số điện thoại của em là 0903 004 823. Trời ơi, Duy Nguyễn nha cả nhà. Nếu mà mình muốn đầu tư về chị, đầu tư chắc chị Duy Nguyễn này vô tình. Tự nhiên Duy Nguyễn được lên. Chị đầu tư cho khách. Chết rồi, tốn không, chạy má. Trời ơi, tốn chạy con chạy mệt ghê. Tao có đầu tư hường hướng. Cái gì vậy? Lừa đảo cái gì vậy? Thẻ gì? Thấy bên đây ta lạc. Cái này nó lạc. Em đi window cho em sang chút xíu đi chị. Đừng dạch mặt em ra tội nghiệp em chị. Trời ơi, ai dắt khách vô đây vậy? Đi má ơi, đừng dạch mặt mới chịu đi má. Trời ơi, dắt khách vô đây vậy, khách lừa đảo vậy. Trời, má đi sang nó kìa, má nó đốt vậy ta không? Đốt không lâu. Rồi giờ kêu xe lại nha, bắt đầu mình đi qua thành phố không ngủ nha cả nhà nha. Mình đúng có ai vậy? Dục đi. Ở đây có bún đồ, ông bún đồ đây. Rồi. Thành phố không ngủ. Ừ. Thành phố không ngủ chứ cả nhà. Ở thành phố không ngủ phải không anh? Ở đây thành phố không ngủ phải không anh? Thức nè, tao đang thức mà kêu ngủ, không ngủ phải rồi, nhìn là biết không ngủ rồi. Đang ngồi để biết không ngủ rồi. Còn hỏi nữa. Trời ơi đẹp quá Thái ơi. Trời ơi đẹp quá. Đẹp quá trời. Trời ơi. Trời ơi đẹp quá. Xuất sắc luôn. Anh ơi thợ vợ anh ơi. Chụp hình coi. Nè đây chụp được. Đẹp quá. Ừ, để chụp được. Chụp ở đây đi, chụp đây đi. Ở đây cỡ khẩu trang là được, ở đây mát nè. Chị đây nè chị em. Thấy cảnh hello bây giờ tương tác nha. Thì bây giờ là chào kênh Đêm Trăng Sáng với lại kênh Sắc Màu Sài Gòn. Tụi em đã qua bên là thành phố không ngủ. Bên này bên kia rồi. Tụi em không có vô, tụi em đi vòng ở ngoài thôi. Nhưng em nghĩ cũng rất là đẹp rồi. Đó thì bây giờ là tụi em đã cũng cố gắng thời gian làm sao là tốt nhất có thể để có những cái clip thật là đẹp và thật là hay để gửi đến cho cả nhà mình. Vì nếu mà vô á Vinber á thì vô đó thì sẽ không có thời gian. Sẽ mất rất là nhiều mà không kịp về nữa. Nên là tụi em nghĩ là có thời gian được lúc nào thì tụi em sẽ đi lúc đó để quay clip gửi đến cho cả nhà. Thì cả nhà mình hãy cùng kênh Sức Sống Mới cũng như kênh Đêm Trăng Sáng 15 sẽ dạo một vòng của thành phố không ngủ. Thí dụ em không có tương tác thì vẫn xem được những cái clip, những cái lượng thời gian rất là đẹp nha cả nhà nha. Xin mời cả nhà.
Và mùa xuân biết em, biết em đã mang một mối tình. Biết em, biết em thấy nên có hoa thật là dễ thương. Đây cả nhà, thì nãy giờ em quay ở ngoài đó là chỉ là cái phía dạo của thành phố không ngủ thôi cho cả nhà, đó là từ cái cổng đi vào, từ cái phía ngoài đi vô trong, còn vô tới đây mới là thành phố không ngủ đó cả nhà. Nhìn đi, giống như là một cái khu, gọi là cái khu đề cập khi cái khu nếu mà nhà mình thường mình ở là khu đề khi bằng khu gì ta, khu nhà mà tự nhiên giờ em nói tên em mất nhiều cái tương tác, em nói quên mất tiêu luôn trời. Nhà phố hà đó, giống là nhà phố ở Sài Gòn mình hay là cả tỉnh mà xây mà nhà liền kề thôi, cái bằng nhà phố á, cái nhà nhìn nó giống như nhà phố gì đó đó. Đây là đúng là nhà phố mà thành phố không ngủ nha cả nhà. Thì bây giờ là cái nhà hãy cùng vô tới em đi, đây mình sẽ kết thúc clip nha cả nhà nha. Em đang đây nè, gọi hoài rồi, tao đang đứng đây mà gọi hoài. Em đang qua đây trước rồi, không chịu gọi, để khi nó đi qua đây trước. À, thành phố không ngủ đẹp không cả nhà? Wow, ôi ôi, em có xem giống như là bởi mấy bên ở bên châu Âu á, thì thường thường những thành phố như vậy nè thì có những chiếc xuồng, chiếc ghe, những cái chiếc đòi nè chạy qua bên đây chạy bên kia, hình như có là Hà Lan hay Thụy Điển gì đó, Hà Lan hay Thụy Điển hay là cái nước nào em không, em quên mất tiêu rồi, nhưng mà rất là đẹp, giống như là một những cái, giống như là những cái tòa nhà giống như thế này luôn, và có một cái xuồng chở mình đi qua nữa, đẹp lắm. Mà em có đây, em tưởng tượng là tựa giống như vậy đó đó. Thì bây giờ là cả nhà cùng theo em dạo một bước nữa thì em sẽ kết thúc clip nha cả nhà nha. Đó, hồi nãy giờ cả nhà cho em một cái bình luận đi, hồi nãy giờ thi quay ở đây cả nhà thấy có đẹp không? Còn các anh chị ở châu Âu á thì em nghĩ là xem thấy bình thường rồi, tại vì ở châu Âu thì cũng có những cái tòa nhà như thế này, nhưng mà ở đây là anh chị đang xem là tại Việt Nam thì cũng có một cái gọi là một cái địa điểm du lịch đó, bao trùm nhỏ lại làm thành một cái thành phố, giống như một cái thành phố thì bao trùm một cái không gian vừa phải lại nha cả nhà nha. Đó. Anh ở đây mình có nước gì vậy anh? Có kem không? Có kem. Kem anh ơi, kem. Không có kem hả? Nước dừa giờ đi mà sợ không dám uống nước dừa đâu. Bây giờ uống cái gì ta? Bây giờ mình uống nước ép, nước gì? Nước mía hả? Uống nước mía đi. Nước mía đi. Mình uống nước mía mía nha. Cho một ly mía mía. Mía mía. Mía mía. Nha, mía bỏ mía vô. Ở cái kìa. Thôi giờ mình uống nước đi. Mí. Này có ai vậy? Không, em hỏi thôi, chị uống đi, em hỏi cho vui thôi. Này có ai vậy hai? Hả? Mày thì. Có mày thì uống miếng mày thì. Em nước dưa hấu cho nó mát. Có nước dưa hấu nữa hả? Thôi không có nước mía đâu, dưa hấu à. Ủa thôi lỡ cái nước mía luôn, cho cả dưa hấu nữa đi em. Trời ơi, nè vô. Wow. Ôi ôi, hồi nãy giờ mới kiếm được cái giọng á. Nó gì động có cái giọng nè. Rồi xong nha cả nhà, bây giờ chỗ tàu chạy kìa, em tưởng như chỉ dựng. Tưởng. Rồi cho thủ về nè. Thôi bây giờ là Hùng Lý sẽ kết thúc clip nha cả nhà, để uống miếng nước rồi thì lên xe về. Thì hồi nãy giờ chúng em đã dạo một vòng nhỏ nhỏ tại thành phố Phú Quốc. Đó, đó là khu thành phố ở Phú Quốc, ở đây là thành phố không ngủ. Thì bây giờ là chúng em đã có những cái thước clip thật là hay gửi đến cả nhà mình. Thì mong sao cả nhà mình sẽ luôn luôn ủng hộ cho kênh Sức Sống Mới để anh chi nè, để tụi em càng ngày càng có động lực để quay thật nhiều cái clip thật hay gửi đến cả nhà mình. Chỉ có những cái chia sẻ của cả nhà mình, những cái like và subscribe đăng ký của nhà mình, cái đó là cái động lực để tụi em dù có mệt nhưng mà đi đâu vẫn có những cái clip thật hay để gửi đến cả nhà. Hùng Lý xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào cái clip sau.